Trong khi đó, thì tại tỉnh Quảng Ngãi, ngay sau khi phát hiện ổ dịch COVID-19 tại công ty Hoya Lens, các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đã chủ động phối hợp với ngành y tế, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân người lao động. Đồng thời, mỗi đơn vị cũng áp dụng các phương án phòng chống dịch khẩn cấp tại chỗ để đảm bảo an toàn cho công nhân và không làm đứt gãy chuỗi sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mensa Industry đóng tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đã phối hợp với ngành y tế tổ chức phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho hơn 4.000 công nhân đang làm việc tại đây. Việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm kịp thời giúp ổn định tinh thần cho công nhân và sớm phát hiện F0 để khoanh vùng, dập dịch kịp thời trong khu công nghiệp. Covid rất là nhiều, khu công nghiệp VSIP xuất hiện nhiều F0. Công ty cho toàn bộ công nhân xét nghiệm Covid em cũng thấy rất là yên tâm. Số lượng của mình là 25 người, thì mình chia ra là 8 bàn và mỗi bàn thì phải lấy là trong 500 người. Cái danh sách mình đã có thì mình cứ lên là mình thực hiện thôi. Sau khi sàng lọc cho toàn bộ công nhân ở nơi phát sinh dịch là công ty Hoya Lens, tất cả 17 doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đang tập trung quản lý chặt toàn bộ 25.000 công nhân tại chỗ để triển khai tầm soát COVID-19. Ngành y tế huy động 80 nhân viên y tế từ trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố để đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu tại khu công nghiệp này. Chúng tôi đã huy động khoảng 80 nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm. Khi có kết quả thì chúng tôi sẽ tiếp tục thần tốc truy vết các F0 đó, chúng tôi sẽ truy vết và sẽ khoanh vùng và để nhanh chóng dập tắt dịch. Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ công nhân làm việc tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, các doanh nghiệp cũng chủ động xây dựng phương án 3 tại chỗ để ngăn không cho dịch xâm nhập vào các doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của đơn vị. Nhà máy cũng đang hy vọng là sẽ được duyệt phương án sản xuất 3 tại chỗ để tuân thủ đúng cái quy định phòng chống dịch. Hiện tất cả các doanh nghiệp tại khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đã giảm công suất hoạt động xuống còn 50% theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh để ưu tiên cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, việc thần tốc xét nghiệm sẽ góp phần phát hiện sớm các F0 để đưa đi điều trị kịp thời, ngăn chặn dịch bùng phát mạnh trong khu công nghiệp.